Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, Famila Lọc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon. Ở tập trước á, thì mình khá là may mắn khi mà bắt được khá khá những em Pokemon huyền thoại luôn. Chẳng hạn như là bộ đôi thần thú nè, Enti cũng như là Sukina. Kế tiếp đến là hai em Pokemon ở dưới thế giới Ultabis luôn. Một em là Nihilego. Mình bắt em này chỉ với cái bóng Love Ball nữa các bạn ơi. Mình cũng không ngờ luôn á. Và một em Cobalion, cũng như là một em rồng từ thế giới Nether nè. Và đặc biệt nhất, mình có bắt được một em Eevee. Đây là một em Pokemon có kích thước rất là nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu luôn nha. Nhưng mà lại có một khả năng đặc biệt, đó chính là mình có thể tiến hóa những cái hệ mà mình thích luôn. Chẳng hạn ở đây á, thì mình có những cái Firestone Shack nè, mình có thể nén nó lại tạo thành một cái Firestone và dùng cái Firestone này tiến hóa cho mấy thành hệ lửa nếu như mình muốn nha. Và mình cũng có thể làm tương tự với Waterstone này và những cái stone khác, nhưng mà mình chỉ mới có một em EV thôi. Đợi khi nào mình có đủ hết các em EV từ các hệ á thì mình sẽ bắt đầu tiến hóa một lượt cho đã luôn nhá. Rồi, và trời bên ngoài đang mưa rất là to luôn đúng không? Để làm việc dễ dàng hơn thì mình sẽ nhờ em Rawdon của mình ra một tí nha. Đây, Rawdon đây. Và Rawdon có một cái khả năng rất là hay luôn, đó chính là có thể tắt luôn cả mưa ấy. Rất là tiện lợi này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái khả năng đặc biệt của Rawdon. Chuẩn bị. Đó. Các bạn thấy chưa? Tạnh mưa luôn rồi kìa. Rawdon hay thiệt sự luôn á. Rồi, và trong thời gian giữa hai tập, mình có thiết kế cũng như là chỉnh sửa lại cái khu vực ở phía dưới nhà mình để làm một cái chỗ mình có thể nấu đồ dễ dàng hơn á. Hôm nay mình nấu ké nha chị y tá Hoài ha. Và cái chỗ này á, thì nó có một điểm bất lợi là mình phải cho những cái than vào thủ công nè. Nhưng mà không sao, tốc độ nấu của nó cũng khá là tốt. Và mình đang nấu thành công những cái apricorn rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để bắt đầu cái công việc chế tạo luôn thôi. Trên người mình giờ thì không còn một cái bóng Pokemon nào luôn á, vì mình đang cắt bớt trong này nè. Và các bạn có để ý cái thùng chứa đĩa nhạc, ủa đĩa dạy kỹ năng cho mấy em Pokemon không? Rất là nhiều luôn, để sắp tới mình sẽ lựa ra những kỹ năng nào mà mạnh mạnh á, mình sẽ dạy nhá. Mình không còn cái Ultra Ball nào hết, nên đầu tiên mình sẽ làm hẳn cho mình khoảng 20 hả ta? 20 thì hơi ít á. 30 đi. Lần này thì là 30 cái Ultra Ball luôn nhá, cho nó đã. Còn dư một ít cái Black Apricorn này á, thì mình sẽ làm cho mình những cái Bedgate cây này. Cái này khá là hay nhá, để mình sẽ chế tạo thử một cái đi. Chẳng hạn như là cái màu vàng có không? Đây, cái màu vàng đây rồi. Làm trước cho mình một cái màu vàng. Với cái này á, thì mình có thể làm một nơi để chứa những cái nguy hiểm mà mình tìm được từ những cái hội quán á. Trong thùng này thì mình có hai huy hiệu, và để sử dụng được thì trước tiên mình cần phải đăng ký cái đã. Và đăng ký ở đâu? Ngay đây nè. Click vào một cái nó, vậy là mình đã đăng ký thành công rồi. Và nhiệm vụ của mình là cho hết hai cái huy hiệu này vô trong và bỏ ra. Hai cái này đã nằm gọn trong đây rồi, và có thể trao đổi thoải mái với nhau nhé. Hết cái này thì mình có thể xuống dòng để chứa thêm những cái huy hiệu khác. Và phía này có ai đấy? Ui, một nhà huấn luyện Pokemon. mặc đồ của nhóm Rocket nè, và còn tóc màu hồng nữa. Ui, quen quen vậy ta. Các bạn có biết nhân vật nào mà có mái tóc hồng đồng nhóm Rocket không thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Kế đến là mình sẽ làm cho mình những cái bóng Pokemon bình thường á, để mình có thể bắt những em Pokemon cấp thấp dễ dàng hơn. Đây, mình sẽ làm cho mình 30 luôn đi. Còn màu vàng thì mình làm được mấy cái loại nào ta? Fastball nè. Hình như mình chưa chế tạo fastball lần nào, để mình làm trước cho mình khoảng 9 đi, 9 hay 15 ta? Ok, khoảng 15 đi các bạn ơi. Cho hết cái số apricot màu vàng luôn. Và để có thể chế tạo được bóng chứa Pokemon dễ dàng hơn á, thì mình cần phải đem đi đập mấy cái nắp này cái đã. Ok, đây bây giờ mình sẽ tiến hành cái quá trình đập những cái nắp bóng chứa Pokemon này nhá.
Ở đây thì đã làm được một vài cái nắp của Ultraball rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái Ultraball trước nhá, để mình làm cho mình một cái bóng Ultra. Đầu tiên thì đặt tại công thức giống như vậy nè. Và trong thời gian giữa hai tập á, mình cũng đã săn thêm được hai cái que quy lửa rồi. Mình cùng nhau làm một cái cây cần câu Pokemon thôi, theo công thức giống như vậy nè. Cần câu Pokemon này có thể câu ở hai môi trường nhá. Thứ nhất là môi trường nước giống như bình thường thôi, chẳng hạn như là cái giếng này đi. Ui, giờ mới để dưới cái giếng có một cái Water Stone kìa các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ, cầu mấy em Pokemon trong giếng này trước. Thử xem một cái giếng nhỏ như vậy thì mình có cầu được một em Pokemon hay là một cái vật phẩm gì không nhá. Và đến khi nào... Đó đó. Ui. Mình cầu được em Pokemon Golden nè. Mình sẽ tấn công bằng kỹ năng này. Yeah, và được 400 mấy điểm kinh nghiệm luôn. Quá dữ, có cá nè. Cái này nó hên xui lắm á các bạn ơi. Không chỉ nó rơi ra những cái em câu được mấy em Pokemon này đâu, mà thỉnh thoảng còn rơi ra một vài vật phẩm đặc biệt mà mình chỉ có thể tìm bằng cách câu này thôi á. Ui, nhưng mà cái giếng này có vẻ toàn là gâu đen thôi. Nãy giờ mình câu được hai em gâu đen này đó nha. Hơi bị nhiều cá đó. Để mình ví dụ điển hình nhá. Trong đây có một cái blue. Đâu rồi ta? Đây nè, Blue Shark này. Cái này dùng để chế tạo một cái Blue Orb đó các bạn ơi. Và dùng để hình như là cho mấy em Pokemon về dạng Remor, dạng tiền sử hay sao ấy. Và tương tự với Red Shark cũng vậy. Đâu rồi? Red Shark. Mình tìm cái Red Shark trước. Đây, Red Shark nè, dùng để tạo thành cái Red Orb luôn á. Và hình như cái Red Orb của em Rawdon của mình nó không phải là loại đó thì phải. Em Rawdon mình cũng có một cái Red Orb nữa nè. À không, cái này là Blame Orb rồi chứ không phải Red Orb các bạn ơi. Vậy là mình nhớ nhầm rồi. Tầm bậy. Ok, và giờ mình sẽ tranh thủ ngồi câu một xíu trong lúc chờ đợi mấy cái nắp bóng chứa Pokemon nó được hoàn thành nha. A few moments later. Và cần thiết nhất là thêm những cái nút á. Tại vì nãy giờ mình quên chuẩn bị nút nè, chế tạo nút luôn. Giờ thì đã có thể làm được những cái Fastball trước nè. Kế đến là những cái Ultra Ball. Và cuối cùng là bóng Pokemon thường thôi. Vậy là hôm nay thì mình đã có thêm một mớ cái Ultra Ball cũng như là Fastball rồi. Ê, nhưng mà như mình còn thiếu ta. Dust Ball. Đúng rồi, ui chết. Ui, mình vô nhà chị y tá, mình còn đập nhà chị y tá nữa. Hôm nay mình dùng cái Dust Ball rất là nhiều luôn. Và mình thấy công dụng của nó cũng rất là cao các bạn ơi. Để giờ mình sẽ tranh thủ mình hái thêm ít cái Black Apricorn nè, cũng như là cái Green Apricorn đó. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau nấu và làm thêm cái Dust Ball nha. Và Dust Ball cũng đã chế tạo xong rồi các bạn ơi. Ê, nhưng mà còn thiếu thiếu hai trái nữa. Để mình làm thêm hai trái nữa rồi chúng ta cùng nhau đi một thể luôn nha. Đây, hai trái nữa và đã đủ số Dust Ball rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại cái khu vực sa mạc á. Vì các bạn có để ý ở khu vực sa mạc thì sẽ có một vài cái chưa. Giờ mới có em mỗi em Charizard mà lỡ gặp Pokemon sao mà đánh lại đúng không? Hôm nay mình sẽ thử cho Anti nè, rồi Sukina. Rồi em rồng mình mới bắt ở tập trước này, cũng như là Garchomp. Vì Garchomp đã có thể tiến hóa dạng Mega rồi á các bạn ơi, nên mình sẽ sử dụng em ấy trong ngày hôm nay luôn nhá. Thêm một em nào nữa ta. Hệ em này là hệ lửa nè, hệ nước, hệ rồng. Em này cũng hệ rồng và hình như còn thêm hệ đất nữa thì phải. Và em này thì là hệ độc nè, có hệ độc luôn. Hay là thử dùng em Blayfalon xem. Mình cũng chưa thử em dùng em này trong chiến đấu bao giờ đó. Nên hôm nay mình sẽ trang bị dàn Pokemon gồm những em Pokemon tương tự như vậy nhá. Và mình sẽ check xem coi cái rương chứa những cái viên đá Z đó, với những cái viên đá tiến hóa coi có em nào mình có thể dùng được không nhá. Đầu tiên là mình có những cái viên đá tiến hóa cho Waterium Z. Ý, hình như mình có thể trang bị cho em Sukuna đúng không? Em này hệ nước nè, hợp lý. Rồi giờ thì coi còn Pika thì không dùng được. Poison. Thế Poison hình như có thể dùng cho em ấy nè, em Blayfalon. Được á. Rồi kế đến là hết rồi. Hết mấy viên đá Z dùng được rồi các bạn ơi. Ở đây thì không có những cái viên đá tiến hóa Mega. Tiếc ha, thôi không sao. Như đây mình thấy cũng ok rồi. Và trời cũng đã mưa hết ta. Hay là mình thử đi xuyên mưa luôn coi. Biết đâu được trời mưa lại xuất hiện một vài loại Pokemon đặc biệt khác thì sao. Và điểm đến của mình là cái vùng sa mạc này nè.
Ừ, đến sa mạc thì đúng chất sa mạc luôn. À, không có mưa ở trong khu vực này nổi các bạn ơi. Nhưng mà phía bên đây thì lại mưa nè. Các bạn có thấy lạ không? Một bên khu khu que, một bên ướt nhẹp luôn. Nhưng mà thôi kệ, đi qua bên vùng sa mạc trước cái đã. Cởi Gachom luôn nhá. Đây Gachom nè. Đang đi đúng không? Bay thôi. Gachom mình bay hơi bị xịn đó nha. Và em Gachom còn có một cái kỹ năng khác để giúp mình có thể bay nhanh hơn đó, đó là búp tốc độ bay các bạn ơi. Đó, giống như là nẹt bô vậy. Cường hóa tốc độ bay lên một tí giúp mình di chuyển nhanh hơn. Và coi coi cái hồ lava, mình nhớ không lầm thì nó cũng ở quanh quẩn đây thôi. À đây nè, hồ lava có rồi nè. Mình sẽ cho Gachom xuống đây một xíu nha. Rồi. Ui. Hoppa. Thôi, đi ra chỗ khác để anh qua hấp ba coi. Vậy hôm nay mình lại gặp được hấp ba rồi nè các bạn ơi. Sẵn tiện mình đang có quá trời bóng Pokemon, hay là mình sẽ thử bắt em hấp ba. Được, hợp lý hợp lý. Lần trước mình dùng em hệ nước để mình đánh á, hôm nay để mình thử dùng em Sukina thử xem coi có thể đánh lại không nhá. Là mình để đảm bảo an toàn hơn á thì mình sẽ sử dụng một kỹ năng nào đó mình cảm thấy là nó yếu yếu một xíu trước cái đã, để em thôi quýnh em này ngẫm thì tiếc lắm đó. Đánh một hit thôi em này đã gần bại rồi, nên mình sẽ nhanh chóng sử dụng bóng chứa Pokemon để đảm bảo an toàn cho em Hoppa nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Ultra Ball. Như thường lệ mình sẽ dùng khoảng 11 trái Ultra Ball, sau đó đổi sang dùng Thunder Ball, như vậy thì sẽ phát huy được sức mạnh của Thunder Ball đó. Và lần đầu thì không có bắt được rồi, nên mình sẽ tiếp tục sử dụng lần hai nhá. Ui Hoppa nè. Hôm nay mà bắt được Hoppa nên là tiệc cứu mèo luôn á. Six and a half hours later. Rồi cũng đã tối rồi các bạn ơi. Chiến đấu với em Hoppa này lâu ghê luôn á. Dùng một cái Dust Ball nè, liệu rằng Dust Ball có thể bắt được. Ui, ở đây có em Houndoom đang lợi làm khán giả. Hôm nay có khán giả coi trận chiến giữa em Sukina và Hoppa luôn nha. Rồi bị cần đó nha. Dùng một cái Ultra Ball nữa coi. Nãy giờ tốn quá trời Ultra Ball luôn mà chưa bắt được em Hoppa nữa. Tính ra khó bắt em Hoppa này ghê á. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt được Hoppa rồi các bạn ơi. Nhưng mà họ đồn đi ra chỗ khác, biết là khán giả rồi nhưng mà làm như... Tại sao khán giả mà lại khiêu chiến luôn mình? Cho cô ấy đánh đã đời rồi còn khiêu chiến mình nữa. Lì nè, hư nè, Houndoom nữa, Houndoom. Nó, Houndoom rơi ra em một mớ trong một mớ cái que quy lửa luôn. Và để xem nào, em đâu rồi? Đây đây đây, Hoppa của mình mới level 50 thôi các bạn ơi. Để từ từ mình sẽ train em này sao nhá, nhất định mình sẽ train em ấy thôi. Và phía xa xa đằng này hình như có một em Gengar thì phải đúng không? Nếu mình nhớ không lầm em này là em Gengar. Chuẩn 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 chuẩn. Hồi máu cho mấy em Pokemon của mình trước. Rồi, sau đó thì chiến đấu với em Gengar này thử xem. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một kỹ năng hệ bóng ở hệ ma đi. Ui chết. Em mới đấm một phát em play Fallon của mình đi luôn rồi. Vậy mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ bóng tối thử xem liệu hệ bóng tối có thể gây được sát thương cho em Gengar. Và ui, được được được, vậy là kỹ năng hệ bóng tối có vẻ xi nhê cho em này nè. Wow, kỹ năng hệ tâm linh tấn công em này có vẻ hơi bị thốn nha. Và đây cũng là trận chiến đầu tiên của Sukina cùng với mình nè. Ui, gần đánh bại rồi, cố lên Sukina ơi. Và thêm một hit nữa. Rồi, tấn công. Và chuẩn bị đi Gengar. Yeah, đã giành lại chiến thắng rồi. Và mình được một cái Life Orb các bạn ơi, một ít cái nước mắt khác nè, cũng khá là ok đó. Rồi và phía bên này có một cái hồ lava, mình sẽ sử dụng cái hồ lava đó giống như là một cái khu vực để mình có thể câu cá vậy. Vì dưới lava vẫn có một vài Pokemon mình có thể câu được nhá. Và mục tiêu chính của mình đó là tìm cái, đây, cái Red Shark này nè, rất là hiếm gặp luôn các bạn ơi. Hồi máu cho mấy em Pokemon sau khi chiến đấu nè và câu cá thôi nào. Thử xem trong tối hôm nay chúng ta có thể câu được món đồ gì quý giá từ cái hồ lava này không. Và mẻ đầu tiên sẽ là búp. Ui, mắt ma hả? Câu trúng một con mắt ma rồi các bạn ơi. Mình sẽ farm luôn, này thì mắt ma nè.
Đi đâu tự nhiên vô cắn câu mình chỉ không biết nữa. Rồi vào nốt em này. Rồi tiếp tục câu mẻ thứ hai nè. Để xem câu mẻ thứ hai sẽ rơi ra cái gì. Ui đằng kia có gapai kìa. Nhớ ngày lương á, lúc trước em gachom của mình cũng còn bé xíu vậy thôi mà giờ thì đã rất là to rồi. Giờ thì tới Tokyo nè. Được thêm một cái file share nữa các bạn ơi, nhưng mà mình cần là một cái red shark cơ. Câu từ sáng giờ từ ủa câu từ tối giờ trời cũng sáng luôn rồi mà chưa được một cái red shark nữa ta. Để mình thử câu thêm một lúc nữa xem coi có được không nhá, chứ nãy giờ là sân mắc ma là ra hơi bị nhiều rồi đó. Trong lúc ngồi câu mấy em Pokemon ở dưới hồ lava thì mình gặp em Pokemon Hippowdon. Ui còn há miệng nữa cơ. Mình sẽ thử dùng cái bóng nào giờ ta. Love Ball. Đây đây đây. Yêu thương em ơi. Ui. Ui yêu thương mà chọi vô lưng em này. Bể trái bóng luôn rồi. Em này cứng quá. Rồi làm lại trái bóng nè. Yêu thương nhau nha. Bóng chứa Pokemon. Rồi thử xem thử xem. Được đi được đi. Yêu thương được luôn. Tính ra bắt mấy em Pokemon bằng cái Love Ball này cũng vui quá chứ. Ủa đâu rồi? Em tới đâu mất tiêu rồi? Hình như bắt vô nằm ở ô nào ta? Cái nó bự con lắm. Đây 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 đây, đây. Bầu đôn nè. Mình sẽ nhét em ấy vô cái ô phía sau sau này nhá. Đây ô tích ngoài này nè. Ấy nhầm 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 nhầm. Vậy mới đúng. Cho em ấy vô vị trí này. Đó. Vậy là quá là ok rồi. Giờ thì mình sẽ trở lại với công việc câu Pokemon ở dưới hồ lava thôi. Công việc này có vẻ rất là khó đối với mình luôn á, tại vì các bạn cũng biết nhân phẩm của mình nó không được cao rồi. Đã vậy tỷ lệ rơi ra mấy cái red shark này nó cũng hơi bị thấp nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức xem. Phía xa xa các bạn có thấy em Pokemon gì không? Có một em hop ba ở gần mình kìa. Mình sẽ thử qua bên kia hai mấy máy xem coi em ấy sẽ rơi ra cái gì nhá. Biết đâu được một cái viên đá tiến hóa mega cho em hop ba nhà mình thì sao? Hoặc là một thứ gì đó xịn sò khác. Rồi giờ thì mình sẽ cho hai em hớp 3 giao chiến với nhau. Đầu tiên thì hớp 3 của mình đâu? Ngay ô này đi. Rồi. Hớp 3 level 50 đấu với hớp 3 level 50 luôn. Ấy chết 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 chết. Chưa chưa đợi xíu. Đợi một phút, hồi máu cái, hồi máu cái. Chứ giờ yếu quá vô hớp 3 kia đụng phát ngủ hay sao được. Rồi, ngang máu rồi nè, trận chiến 5 năm nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng nào đây ta? Kỹ năng này mình thấy chắc mạnh lắm nè. Thử xem. Ồ, kéo được một mớ máu của hộp ba bên kia rồi. Ba. Ý bên kia tấn công mình nhưng mà thất bại rồi. hên nha, mình lại tiếp tục tấn công thêm một đòn nữa. Đổi kỹ năng coi, thử xem mình sẽ sử dụng kỹ năng Magic Quad coi. Tại vì một kỹ năng á, nếu mình dùng nhiều lần quá thì sẽ hết cái BB các bạn ơi và không còn thi triển được nữa ấy. Nên mình sẽ đợi khi nào có cơ hội thì mình sẽ sử dụng sau nhá. Rồi và test tiếp mấy kỹ năng còn lại của Hồ Ba xem. Ý. Hình như hai. Ui. Ui 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 ui. Làm gì mà căng vậy? Coi kìa, quýnh một phát Hồ Ba mình mất rất là nhiều máu luôn á. Không biết bên kia dùng kỹ năng gì vậy ta? Hình như em Hồ Ba bên kia có một cái kỹ năng đặc biệt gì đó các bạn ơi. Ủa sao hai em giống nhau nhưng mà kỹ năng hình như học khác nhau hay sao á? Hồ Ba nhà mình hết BB luôn rồi. Thôi tạm thời vô trong nghỉ thương đi hông ba ơi. Mình sẽ đổi Pokemon một tí cái đã. thay ca thôi. Gachom thay ca hông ba đi. Rồi nè. Eo dùi. Mới ra đã bị hông ba kia đánh rồi. Hung dữ hả? Hung dữ nè. Dùng kỹ năng này bóng tối. Và đánh bại hông ba bên kia. Rơi ra được Ngọc Ender với vàng nữa hả? Tính ra cũng không có gì xịn cho lắm ha. Lại có em hô ba nữa kìa. Và cái công việc ngồi câu Pokemon này á, chắc mình sẽ câu trong thời gian với 2 tập đi các bạn ơi. Và xác suất rơi ra những cái red shark này mình cũng không biết là bao nhiêu phần trăm nữa, nhưng mà các bạn cũng thấy rồi đó, câu 10 lần là ra Pokemon là 10 lần rồi. Hiếm 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 lắm luôn á mấy con. Những cái món đồ như là những cái gem và những cái stone shark chẳng hạn á. Và phía đằng này có em Pokemon gì đây? Lavesta hả? Chắc cũng hệ bọ và hệ lửa. Ui ở đây có em bọ lửa nè. Và mình sẽ ra biển để làm một ít việc nha các bạn. Hổng ra. Ui ui.
À, Decathlon ở đây có em biết Decathlon 3000 rồi còn khiêu chiến mình nữa. Hôm nay á mình kiểu như là dùng hết cái số hóa thạch ở nhà rồi á, nên giờ mình muốn tìm thêm một vài cái loại hóa thạch khác. Mà muốn tìm được hóa thạch thì mình cần phải đi xuống dưới này cơ. Để bây giờ mình sẽ cưỡi em Gyarados ra ngoài kia để cùng nhau đi tìm hóa thạch nhá. Gyarados của mình cũng biết loại á, một chú cá tiến hóa thành rồng mà dễ gì đùa được. Đây Gyarados. Ý ui chết rồi, trời sâu quá. Trời càng càng thôi đây nè. Rồi xuống dưới thôi em ơi. Đúng môi trường thích hợp của Gyarados rồi. Đó Gyarados lặn xuống dưới nè. Mình có, ui mình được thở ké luôn. Hay quá ha. Gyarados xuống nước lội giỏi ghê luôn các bạn ơi. Cho mình thở ké luôn nè. Không cần phải có hiệu ứng hở dưới nước, mình cũng có thể thở được luôn. Và săn tìm những cái hóa thạch thôi. Không biết khu vực này còn hóa thạch không nữa. Ê kìa 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 kìa, dưới này vẫn còn hóa thạch. xuống dưới thôi. Ê ghê đó, lặn lặn xuống xíu em ơi. Xuống. Ui chết rồi, mình không biết lái ghê đó thì xuống dưới. Mình biết rồi xuống dưới thử. Lần này thì xuống sâu hơn rồi nè. Rồi em ở đây đi, tạm thời em ở đó đi để anh đào cái này cái đã. Rồi và được một cái hóa thạch. Mình chưa biết loại gì nữa. Ôi chết rồi, Gyarados ra 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 cho anh đu vô với. Đó, khi mình vào lưng Gyarados thì mình sẽ được cái khả năng thở dưới nước các bạn ơi. Nên không có lo bị chết ngạt á. Ở đây còn cả khá hóa thạch nè. Lặn xuống một hơi sâu. Rồi, sau đó đào hóa thạch ra thôi. Thích nha, thích nha. Công nhận có Gyarados sướng ghê á các bạn ơi. Được thở dưới nước ké luôn á. Rồi, lên lưng em tiếp nè. Hình như phía dưới này vẫn còn thì phải, đúng không? Hình như không. Ủa nãy mình mới thấy ở đây mà ta. Để mình chuyển sang góc nhìn thứ ba đi để nhìn tầm nhìn rộng hơn á các bạn ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Hóa thạch đi rồi, hóa thạch đi rồi. Xuống đào cái hóa thạch này cái đã. Để coi loại gì cái đã. Chưa rõ nữa, đợi khi nào mà mình cho vô cái đồ làm sạch á thì mình mới biết rõ được em ấy có hình dạng như thế nào á các bạn ơi, cũng như là tên á. Không chỉ Sukuna không chỉ xuất hiện ở thế giới Ultra mà ở đây vẫn có thể gặp nè các bạn ơi. Không ngờ luôn á. Được được được, giờ thì trận chiến 1-1 giữa hai em Sukuna nha. Rồi đầu tiên thì Sukuna ra thay thế cho em NT đi. Rồi ra trận thôi em ơi. Trận chiến thứ hai của em ấy nè. Thử xem, một em hai em 70 hết luôn. Cắn kèo á, hôm nay toàn là cắn kèo thôi. Và mình sẽ sử dụng kỹ năng Ice Fang thử xem có gây được sát thương không. Có nhưng mà khá là ít á. Ui bên kia sao lại đánh tao hơn mình ta. Hình như dùng kỹ năng hệ bay coi. Ui kỹ năng này có vẻ gây được nhiều sát thương hơn nè. Và cuối cùng thì phần thắng đã nghiêng về em Sukina của mình. Và rơi ra băng hả? Chỉ đơn giản là vậy thôi à. Ui phía trước em Pokemon giống cá mập vậy. Sharpedo. Ê lại đây, hay 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 hay. Chiếc này có việc cho em Gyarados của mình ra trận rồi. Gyarados ra trận em ơi. Không để cho mấy em Pokemon này. Ê chết rồi, khiêu chiến nhầm. Khiêu chiến cũng khiêu chiến nhầm nữa. Rồi và lên lại Gyarados nè. Này thì Pokemon hả? Shiny luôn à. Căng đấy, căng đấy. Thử xem liệu rằng Gyarados có thể đánh bại được em Pokemon hình cá mập mà dạng Shiny này không nhá. Rồi khiêu chiến nè. Đầu tiên á, thì mình sẽ cho em Gyarados của mình tiến hóa thành Mega trước. Rồi sau đó kỹ năng dùng kỹ năng hệ nước luôn nhá, Aqua Teal. Rồi Gyarados đang tiến hành tiến hóa Mega. Và chuẩn bị đón nhận sức mạnh kinh hồn từ em Gyarados Mega của mình đi. Rồi nè. Ủa nhưng mà sao lần nào tiếng nói Mega cũng bị giả hết nửa cây máu hết ta. Kỳ cục. Ủa sao khỏe vậy. Em này hơi bị khỏe các bạn ơi. Rồi. Pikachu đã bắt đầu trận chiến rồi. Lần này thì dùng tiệt kỳ Z nè. Điện Gigabon. Kỳ ta. Ủa sao kỳ kỳ nha. Nhất định phải trả thù. Ivator ra trận đi em ơi. Không mà lấy này để một
Toàn ơi. Everton có sức tấn công khủng nhất trong đội hình của mình mà cũng ngẫm cú tỏi rồi các bạn ơi. Giờ thì Tidaneta thì sao? Chấp nửa cây máu luôn, sợ gì? Kỹ năng hại điện nè, nếm mùi điện đi. Ui, hôm nay gặp chúng dân chơi các bạn ơi. Đọc nhầm về Pokemon cứ giữ chứ. Thôi chắc mình sẽ trở lại với nhiệm vụ chính của mình là đi đào hóa thạch đi, chứ ngồi cà khịa mấy con Pokemon kiểu xịn sò con bò này ngồi chắc có nước bầm mình quá. Mà tội mấy Pokemon của mình thôi, tự nhiên là em bị ăn hành lây á. Nên thôi mình sẽ trở lại với công việc đi đào những cái hóa thạch nha. Ở đây có một em Mega Gyarados. À, này thì Mega hả? Tưởng mình không có Mega hay sao? Hôm nay mình sẽ cho Gyarados biết mùi như thế nào mới là Mega thực sự. Biến hình đi em ơi, cho con Gyarados đó biết mùi nào. Này thì Gyarados hả? Rồi Mega đối với Mega nè, Gyarados kia khiêu chiến luôn. Mình sẽ xuống đây một cái rồi ấn khiêu chiến với em kia. À, nhưng mà em này sâu quá, mình sợ khiêu chiến. Ý, chưa 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 Latias. Ê, mình muốn bắt em Latias này. Hay 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 hay, phóng bóng chứa Pokemon nè, bóng chứa Pokemon. Xích chúng, xích chúng rồi, xích chúng rồi. Bóng chứa Pokemon. Ui, lại hụt, lại hụt. cố lên mấy em ơi. Phải kiếm chiến được em Latias này. Bóng chứa Pokemon nè. Ui, hình như quăng không tới rồi. Ờ, em này bay thấp xíu được không? Bóng chứa Pokemon. Ui, một tẹo nữa thôi. Bóng chứa Pokemon lần lại nè. Gì một hồi vô tới trong bờ luôn rồi. Thôi để bây giờ mình sẽ set up lại dàn Pokemon rồi sau đó chúng ta sẽ khiêu chiến em Latias này nhá. Ui, hiếm lắm mới gặp được em này á. Đây mình sẽ đưa Ivator ra ngoài nè. Rồi sau đó sẽ khiêu chiến em này trực tiếp trên không luôn. Ở lần trước á thì mình dùng Tyranitar để đấu với Latias các bạn ơi. Liệu rằng lần này thì Tyranitar của mình có cơ hội đánh bại được Latias không? Cùng nhau chờ đón nào. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng Phai Phang. Và em này đang bay rồi nên chắc không gây được gì sát thương cho lắm á. Và còn có dùng hồi máu nữa. Vẫn như lần trước, vẫn thích hồi máu à. Vẫn thích, lần này thì giật điện thì sao? Đừng đừng nói là hồi máu nữa nghe, chơi cho hồi máu vậy là không có fair play đâu đó. Mình thấy Latias có chịu ở đúng một chỗ là hồi máu nhiều thôi. Lần trước cũng vậy, mình đánh cả buổi trời, cái rốt cuộc hồi máu là cả đống luôn. Chưa kịp bắt nữa là hồi máu rồi. Nên lần này hy vọng là Latias đừng chơi cái bài cũ đó nữa. Bài đó chơi kỳ lắm luôn á, mình chơi là mình quánh khô máu luôn. Chỉ có điều mình ưa đổi Pokemon khác để đánh tiếp thôi, chứ mình đâu có hồi máu đâu đúng không? Chơi mà tốt ngày chơi hồi máu gì hoài, kỳ cục kẹo ha. Rồi và đó, cứ tấn công liên tục vậy đi, mình chịu hết. Mình chấp nhận cho tấn công luôn nhưng mà đừng có chơi hồi máu là mình ha. Ok. Rồi tiếp tục là Thunder Fang nè. Để đến khi nào mấy máu vàng hoặc là màu đỏ thì mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon nhá. Rồi vẫn đang màu vàng. Không biết Tyranitar có mình chịu thêm được 3 hit không nữa. Chắc khoảng một hit nữa là em Tyranitar của mình đi rồi. Nhưng mà cố gắng rỉa càng nhiều máu càng tốt các bạn ơi. Và đến đây thì mình nghĩ nên dùng bóng chứa Pokemon liền đi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Dust Ball vì bên ngoài trời đang tối dần kìa. Và Dust Ball đầu tiên liệu rằng có bắt được em ấy? Nếu anh bắt được em. Ui lần ui. Em ấy còn đánh bại luôn em Tyranitar của mình rồi. Và không biết Charizard có tăng nổi không ta? Nãy mình quên chuẩn bị mấy em Pokemon tăng cơ. Chứ mấy em này yếu yếu là bị Latias quýnh nóc hết á. Không đùa đâu, Latias thấy gì chứ mạnh lắm. Và Dustborn. Nếu anh bắt được em. Suýt nữa thì được, suýt nữa thì được. Giờ thì chuyển sang Ultra Ball đi, mình còn 15 trái Ultra Ball các bạn ơi. Dùng hết biết đâu được, với Ultra Ball mình bắt được Latias thì sao đúng không? Ý, nhưng mà chơi hồ máu kìa. Kỳ cục thiệt luôn á. Phun lửa nè, cái tội hay hồi máu hả? Hư. Ý. Chơi chơi đánh đau vậy. Phun lửa thêm một lần nữa nè. Đau chưa, đau chưa? À, dùng bóng chứa Pokemon tiếp thôi các bạn ơi. Lần này mà bắt không được là thế nào? Em Charizard của mình cũng bị bầm mình à. Và rồi xong rồi. Charizard ơi, anh xin lỗi.
Mình đã cố gắng rồi nhưng mà có vẻ nhân phẩm mình chưa đạt tới mức có thể bắt được Latias các bạn ơi. Tiếp tục là Ultra Ball nè. Inverter có sức phòng thủ khá cao nên mình nghĩ có thể chống chọi được thêm một lúc nữa. Lại hồi máu. Giờ mà mình quýnh một hit nha. Latias ngẫm của tối là Latias gánh chịu nha. Cái này là tại Latias hồi máu nhiều thôi đó. Double team nè. Thử kỹ năng này coi. Ui kỹ năng này thì chả khác gì cái ngứa Latias cả. Kỹ năng nghệ rồng nè. Kỹ năng này thì liệu có gây được sát thương cũng được á nhưng mà nó không mạnh cho lắm. Rồi thì rút thì sao? Đừng đừng ép mình dùng kỹ năng bóng tối nha. Kỹ năng hệ bóng tối của em Inverter hơi bị mạnh đó. Thôi 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 tốt nhất là dùng bốn chú Pokemon tiếp đi chứ ngựa ngựa quýnh thêm một hit nữa là em này chết thiệt á. Em Latias đang bị mất máu từ từ vì cái em vết bỏng á các bạn ơi, nè vẫn còn đang bị burning nè. Mình nghĩ em ấy sẽ bị nóc vì cái ngọn lửa đó quá, vết bỏng đó quá. Hai em cứ mất máu đều đều với nhau thôi. Và coi Pokemon mình còn hai em nữa nên nếu mà mình bắt không được á thì mình sẽ farm luôn em này thôi chứ biết sao giờ. Ultra Ball nè. Thôi xong rồi. Còn hôm ba ga chịu trận chí xíu đi em ơi. Anh sẽ sử dụng Ultra Ball tiếp thêm một lần nữa. Mình hết cái Timer Ball rồi đó. Nên cũng khó mà bắt em này rồi. Tiếc ghê luôn, lâu lâu mới gặp Latias mà không có gì cơ hội cũng như là duyên để bắt được á. Nên đành phải chấp nhận thôi. Thử một cái nào ta, Dust Ball đi. Trời đang tối mà, dùng Dust Ball chắc sẽ có lý nè. Rồi, vết bỏng sẽ kết liễu mấy. Latias đã bị bỏng á các bạn ơi, được 2000 điểm kinh nghiệm luôn. Được một cái Raiden Scale với Psychic Gem. Cũng khá là ok á. Công nhận cái vết thương từ những cái skill hệ lửa cũng khá là thốn á. Như em Latias hồi nãy, tuy khỏe thì có khỏe đấy, nhưng mà với vết thương bỏng như vậy thì cũng sẽ mất dần sức chiến đấu thôi. Khá là đáng tiếc luôn. Rồi giờ tôi sẽ trở lại với công việc đi đào những cái hóa thạch nha. A few inches later. Nãy giờ đào thì mình cũng tìm được một mớ hóa thạch rồi đó các bạn ơi. Và mình nghĩ cái này nó cũng sẽ nhiều loại hơn á. Nên bây giờ thì mình sẽ cùng em Gyarados của mình bơi vào bờ và cùng nhau trở về nhà nhá. Và giờ mới đi á, ở dưới nước cũng có khá là nhiều Pokemon nhìn lạ lắm luôn á. Nè, chẳng hạn như em Pokemon trước mặt mình nè. Công nhận hệ sinh thái dưới biển cũng đa dạng ghê luôn. Và cạnh đây còn có hai cái Pokéchest nữa, giờ về mà không lượm hai cái đó thì cũng hơi phí. Để mình qua đó mình sẽ mở thử coi, sẵn đó thử dựng may luôn á, biết được hai cái này lại ra một cái gì đó đặc biệt thì sao đúng không? Rồi lên trên thôi. Và coi nào, Pokéchest thì sẽ rơi ra cái gì? Mở ra. Một cái lá thư, trời ơi. Thêm một cái đĩa có 60 điểm sức mạnh hả? Ok cái đĩa này thì tạm chấp nhận được nè. Rồi giờ thì trở về nhà và bắt đầu rửa mấy cái số hạt thạch này thôi. Công việc đầu tiên của mình sau khi trở về nhà là chạy lên tầng 2 trước cái đã. Tại vì trên tầng 2 mới có cái đồ làm sạch mấy cái hóa thạch á. Rồi mình sẽ thử làm sạch cái hóa thạch này trước nhá. Cách lọ này mình nhìn có vẻ khá là lạ nè. Để mình nhớ coi coi cái lọ này có vẻ cũng lạ nè. Lọ này cũng vậy luôn. Lọ này cũng vậy. Rồi loại màu này hình như mình chưa có luôn nè. Tính ra hôm nay mình nhiều tìm ra cũng thêm được nhiều cái loại hóa thạch mình chưa đào được ở những tập trước á. Rồi đó, mình đã được một cái lọ hóa thạch mới. Ôi nhưng mà nhớ hóa thạch này bị trùng nè. Đây ra bị trùng rồi. Mình chỉ làm sạch mấy cái hóa thạch nào mà mình chưa có đào được ở mấy tập trước thôi. Còn mấy con còn lại thì trong thời gian với hai tập mình sẽ làm sạch sau. Ui. Ở đây có một con boss Heracross. Đợi đấy mấy con boss kia. Và cái máy này mình coi coi cái fossil cleaner này làm nó cũng không quá mắc, chắc mình phải. Đó. Cái này là của Thithauga, còn cái kia là của Tyrant. À, hai em Pokemon mới luôn, hay hay hay. Rồi đây cũng có một cái hình như cũng mới nữa nè. Mình chỉ nhớ mày mại thôi đó nên nhiều khi nó có sai sót thì mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi và chắc mình sẽ qua cái kho, à không, cái nhà của chị y tá chứ nhầm. Nhà của chị y tá để mình kiểm tra coi còn mấy cái aluminum play không cái đã. Còn không?
Ôi chết rồi, còn có một á. Để mình tranh thủ mình làm thêm 4 cái nữa, rồi chúng ta sẽ làm thêm một vài cái đồ để lọc những cái hóa thạch nha. Rồi, và đây chính là cái play cuối cùng của mình nè. Sau đó thì mình sẽ nhanh chóng chạy lại cái thùng chứa redstone ở đây để làm thêm một vài cái đồ làm sạch hóa thạch Pokemon nha. Được thêm hai nữa, vậy là mình có tổng cộng là 3 cái máy làm sạch rồi. Tha hồ mà làm sạch những cái hóa thạch sau kia đào về luôn. Còn Heracross này, đợi đó, từ từ, đừng có đi đâu mất nha. Đợi xíu để mình làm sạch mấy cái mớ khoáng sản, ở không mấy cái mớ hóa hạch cái đã. Sẽ đặt cái máy xuống đây. Ơ, không có đặt cạnh được à. Oh no. Nó không cho đặt nhiều cái máy làm sạch cùng một lúc các bạn ơi. Cái này chắc mình phải chỉnh lại cái phần config quá. Chứ vậy thì ví dụ nha, mình có 100 mẫu hóa hạch, chắc mình làm từ năm này qua năm sau luôn quá. Buồn ghê không. Và hồi nãy mình mới được thêm cái loại nào đây ta? À, mình cũng chưa đọc kỹ nữa. Mình chết rồi. Biết cái loại đó, đây đây nè, Kabuto. Bị trùng à. Con này là của ai đây? Sheldon. Vậy là mình bị trùng hai loại rồi. Kế tiếp là cái này coi. Vậy là nãy giờ tính ra mình mới tìm được mới hai loại mới thôi á. Lần trước thì mình đã có được của Granidos rồi nè. Rồi của Sheldon, của Amara, của Lilep rồi, Kabuto rồi luôn. Giờ mình còn thiếu cái, của Amanite nè. Cái này của ai? Đấy, Umanite chứ nhầm. Có Umanite luôn. Rồi cái đến là của Pokemon nào nữa ta? Achen. Achen là có hình cái lá đây nè, đúng không? Có phải cái này không? Nhìn cái này giống cái lá cực luôn á. Hy vọng là phải nha. Ui, chuẩn các bạn ơi. Của được, có cái hoa thạch của Achen rồi nè. Còn của Tyran thì mình đã có rồi. Của Amora cũng có rồi luôn. Rhydos cũng có. Rồi còn thiếu của Anoris. Anoris là có hình cái lá. Để mình nhìn sơ qua. Ôi chết rồi, mình không có rồi. Nhưng mà nói chung á, trong ngày hôm nay thì mình đã tìm ra được 4 cái loại hóa thạch mới rồi đó các bạn ơi. Thứ nhất là của Totara, thứ hai là của Tyrant, thứ ba là của Omanite, thứ tư là của Agen. 4 loại hóa thạch mới. Kèm theo đó là mình cũng khá là may mắn khi mà bắt thêm được một Pokemon huyền thoại mới nữa. Đó chính là em Hupa. Đây là một cái Pokemon mà lần trước mình đã không có bắt được á, nhưng mà bây giờ thì cuối cùng cũng đã về đội của mình rồi. Rất là vui luôn. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm thiệt là nhiều những Pokemon huyền thoại để mình có thể chinh phục và bắt được nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.